ai cái dính này? Đâu? Vô cộng vô cộng đây. Đâu? Cá. Ui, có con gì kìa? Ui, con gì á? Ui, ai? Con gì á? Ui, cái gì kìa? Ui, cái gì kìa? Ui, ôi, cái gì kìa? Cái gì kìa? Ui, ôi, anh Phương ơi! Anh Phương ơi! Ui, dồi, cái gì kìa? Đây là hai cái sản phẩm chính. Đấy, mang thương hiệu sản phẩm thực vùng cao của mấy thầy trò mình mọi người nhé. Thì trên tay mình đây nó là một miếng cao rắn hổ mang. Đấy. Ở bên này nó cũng là một miếng cao chăn. Đấy. Thì toàn bộ chăn và rắn hổ mang đều là hàng tự nhiên anh em mình bẫy bắt được. Thì anh em mình về đã nấu thành cao và đóng hút chân không một cái túi nhài mọi người nhé. Mỗi một miếng nhài sẽ là một nạng cao rắn hoặc là cao chăn. Thì cái tác dụng của cao chăn và cao rắn hổ mang này nó đặc trị về vấn đề xương khớp, đau mỏi xương khớp, vai gáy và các khớp tay khớp chân cũng như đau dây thần kinh tọa nha mọi người nhé. Thì sử dụng cái cao chăn và cao rắn hổ mang này chỉ trong vòng từ 3-5 ngày thôi là mọi người đã thấy cái kết quả của nó rất là tốt rồi. Đấy. Thì mọi người có nhu cầu về cao chăn, cao rắn để đặc trị những bệnh về xương khớp thì cứ liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình sẽ để trên màn hình của cái video ngày hôm nay. Thế còn đây là một cái sản phẩm rất là tốt, cực kỳ tốt của mấy anh em mình. Tức là đây là toàn bộ đây là lấm linh chi mọi người nhé, tức là lấm lim ấy. Cái lấm lim này thì toàn bộ là lấm lim bao tử, chứ lim này là lấm này là chưa có mũ xòe mọi người nhé. Tức là mình gọi là lôm na là lấm là mầm ấy. Thì cái hiệu quả của nó rất là tốt. Đấy. Nó đặc trị về các bệnh, về rất là nhiều bệnh sàng lọc những chất độc trong cơ thể con người mình. Và nó có một công dụng là ngăn ngừa tế bào ung thư được hiệu quả rất là cao. Đấy, các bệnh về tiểu đường, tim mạch, rồi gan, thận đều sử dụng lấm linh chi này rất là tốt. Thì mọi người có nhu cầu về lấm linh chi, cao rắn hổ mang cũng như cao chăn thì liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình nhé. Ông ở đâu à? Anh em để ý xem là chỗ nào. Ông ấy đi về rồi thì ông ấy thì anh em mình nhận được cuộc gọi là ông ấy đánh lưới ở đây, đánh cái lồng ở đây thì ông ấy phát hiện ra một cái con rắn rất là to luôn. Không hiểu đấy là nó bơi ở dưới hồ này, vứt đấy rồi. Ông gọi gái là ông ấy chạy, ông ấy vứt về, ông ấy không làm nữa mà. Bây giờ anh em đi tìm xem nào, nó có ở khu vực nào không, lên bờ chưa hay là vẫn ở dưới ao. Ôi, để cho người ta đi, đừng động vào đấy. Đây có ba cái lồng, chắc ông ấy ra, ông ấy xuống, ông ấy đánh thì có khả năng mà ông ấy dẫm vào sao ấy. Xong đấy, phải cần lưới này. Ông ấy bảo là ông ấy xuống cái là ông ấy nhìn thấy thế cái đầu là ông ấy chạy bắn sống bắn chết. Chỗ gì? Chỗ có phải nghi gì không? Cái hoa này đẹp nhỉ, hoa xà đất này. Tôi thấy hoa vàng trên quả xanh. Hoa vàng. Đây, hoa vàng đây đấy. Đẹp cực kỳ luôn. Đấy. Anh em đi kiếm rắn, mình ngắm hoa. Ui, cái khu này cũng nhiều. Nhiều lỗ chuột lắm anh Quỳnh ạ. Lỗ chuột là lỗ ấy. Đây là cái khu cái bọn bịt mà này, bịt mà hay rú. Đây này, chỉ rớt như này còn tổ đạm gậy được tí. Rúi, có khả năng là rúi. Cái đầm này là đầm sen.
mùa này nó trụi núi rồi, nó đang lên rồi. Bây giờ bắt đầu ngoi mới ngoi lên. Cái này là tắm cho con này. Cái hoa vàng vào đấy. Đúng rồi. Xoay đất. Này chắc gì đã còn vậy. Nó cứ tụ ôm như thế này thì làm lấy đâu ra nhỉ. Bây giờ tìm vào đâu? Biết tìm ở đâu được bây giờ. Này nó quặp vào mặt đấy. Một cái nó quặp vào người mình nhỉ? Ừ, thì nó co vào thôi. Nó sập bẫy luôn. Nhưng mà đấy gọi là bẫy rút đấy. Ừ, bên này còn cái hồ rất là rộng luôn mình. Quá là rộng này thì kéo khi mất tích rồi. Mất tích mất hút rồi. Kinh, cái chỗ này nó tốt. Nhìn xem ở chỗ này nó có dấu vết thì nó trườn bò lên không nhá. Đấy, thấy gì? Thủy đấy. Thủy đấy. Thủy đấy. Cá. Cá. Hai cái đính này. Đúng. Cá. Ui có con gì kìa. Ui con gì á. Ui con gì á. Ui cái gì kìa. Ui cái gì kìa. Ui ôi cái gì kìa. Cái gì kìa. Ui ôi. Ê Phước ơi. Ê Phước ơi. Ui dồi cái gì đây. Ê Phước ơi. Cái gì đây, cái gì đây. Ui mẹ con chăn. Ui kìa mọi người kìa. Ui giời ôi. Ui con này to thế. Ui chăn mẹ đây rồi. Đây 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 đây. Chăn nữa. Đẩy em xuống, đẩy em xuống, đẩy em xuống. Ai ai ai. Ui giời vướng mẹ ấy á. Tập 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 tập. Ui cẩn thận cây ấy nè. Đây đây đi thế này đi, sang cái này đi. Sang đây. Nó đang. Hả? Này Tuyên cầm móc với Tuyên này. Chặn đây. Này cầm móc ấy. Trận đấu đi. Bên này Tuyên à. Đây để em trên này nó lao đây thì xử lý. Kìa cẩn thận đấy. Kinh khủng chưa. Kìa mọi người nó đang trườn kìa. Anh đi vòng về kia đi. To đấy. Đâu bỏ chân ra nằm. Kìa nó đang nặng kìa. Không mất được. Đừng chặn đầu nó, mẹ ông ấy nó quạt cho chơi bé đuôi đi. Đừng có chặn đâu, cầm đuôi. Mình cháy. Ôi kìa, nó phóng rồi kìa. Đôi răng dưới. Nặng kìa, hút. Đón đi. Nó trơn. Đón đi quá. Được rồi, đây anh cầm đuôi rồi. Đầu gà. À, còn đấy mà, cứ bú lại không được. Có vật thôi à. Khỏe lắm này. Ô, sủ. Ô, sờ. Mình đã kiếm được cây đuôi. Đi khô cầm mắt. To thôi rồi. Con này nó ăn cá, ăn cá trong nồi. Lùi vào đây. Vật thôi. Nó khỏe thế nhỉ. Quay đầu là được.
Được, 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 con này chưa được. Con này phải đến 40 cân. Được đấy. Quay lại kìa. Kéo lên đi. Rồi. Nó đang phồng mồm kìa. Ui, con này phồng mồm như con chôm ông này. Đưa lại, kéo lên, kéo lên. Tránh đầu ra. Nên. Ôi trời ơi. Kéo lên, đưa kéo cùng. Hãy phơi lên. Ôi, nó đang quay đầu kìa. Bỏ à. Bỏ đi à. Dã man đi. Con này nó quá đỉnh luôn rồi này. Được. Như thế này thì ông ấy làm sao ông không chạy mất dép đi. Quá là chạy nhá. Mất cả tông luôn chứ. Ôi. Anh em mình đã phát hiện đấy rồi. Ngon rồi. Được mất cái cơ. Ui. Dạ. Ui. Cái gì đó vừa nó chủ như cá luôn. Dạ. Ui. Ui kìa. Cẩn thận. Mà trời ấy. Trời ngay đấy. Trời ơi. Con này cũng gửi được tầm 4-5 cân. Tổng đầu đi. Lên. Ui. Chưa? Chưa? Chưa. Ui. Sau bao nhiêu lâu tìm kiếm mọi người? Làm dài không? Anh em phải phát hiện ra. Ui. Còn chưa? Dài nhá. Dài chưa? Thôi. Qua rồi. Báo tin cho ông ấy biết. Cái con chăn to như thế này quá là kinh khủng luôn. Thôi anh em mình sẽ mang về đó. Đấy, báo với ông thôi. Đây là anh cầm ấy, tôi... đấy. Đấy, hai anh em thay được không? Đi thẳng cái đường kia đi. Còn lại 40-50 cân đấy. Thôi đi vòng về kia cho nó nhanh. Đấy mọi người nhá, anh em mình sẽ túi đồ không để đây. Anh em mình sẽ kết thúc video ở đây để cho con chăn vào trong bờ nhé mọi người nhá. Mọi người xem video nhớ like, chia sẻ, ủng hộ em Tuyên cũng như toàn thể anh em sẽ bắt đầu thông cung cao nhá. Xin chào tất cả. Cái gì đấy? Làm gì mà quật căng thế? Không phải, nó quật đuôi rồi. Nó quật đuôi anh cầm đuôi. Nó có quấn, nó không ăn thịt hết anh được đâu. Xin chào mọi người nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Trời ơi, con thằng nó khỏe căng, nó quật đuôi rồi.